Xin chào cô và các bạn, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 7A1 trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Như cô và các bạn đã biết, ngày nay điện gần như là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Chính vì vậy, điện có một vai trò rất hết sức quan trọng trong đời sống và sản xuất. Điện có một vai trò quan trọng như thế, vậy điện là gì? Thưa cô và các bạn, điện là tập hợp các hiện tượng vật lý đi kèm với sự có mặt chuyển động của vật chất mang điện tích. Điện nó có mối liên hệ với từ tính, cả hai đều nằm trong khuôn khổ của hiệu ứng điện từ, nhưng được mô tả bởi các phương trình Maxwell. Có một số hiện tượng thường gặp liên quan đến điện như, ví dụ như là sét, tĩnh điện, sử điện và phóng điện. Kính thưa cô và các bạn, xã hội hiện nay đang dần phát triển và đi lên. Những loại máy móc và thiết bị điện ra đời đang có những đóng góp vô cùng lớn, tiết kiệm sức lao động của con người. Thế nhưng, để những thiết bị điện này hoạt động, thì điện năng là yếu tố cực kỳ quan trọng và thiết yếu nhất. Điện năng đã và đang có những vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất. Tất cả các ngành nghề hiện nay, từ thủ công đến chuyên nghiệp đều cần có sự tham gia của điện năng. Điện năng hiện nay như một thành phần tham gia sản xuất không thể thiếu. Hiện đại đi kèm với hại điện là một điều rất lâu chúng ta đã biết. Vậy điện thực sự có vai trò như thế nào trong cuộc sống và sản xuất? Chúng ta sẽ cần tìm hiểu. Thứ nhất, trong đời sống, cô và các bạn cũng đã thấy như các dụng cụ trong gia đình chúng ta và các hộ gia đình trên toàn nước Việt Nam đều cần sự can thiệp của điện mới có thể hoạt động và vận hành được. Từ bóng đèn, tivi, tủ lạnh, máy giặt, tất cả được thiết kế ra đời nhằm giúp đỡ cho con người giảm bớt đi thời gian cũng như công sức, phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chính con người. Thứ hai, điện vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Thế thì đối với trong sản xuất, điện có vai trò như thế nào? Trong sản xuất hiện nay rất khó để tìm một ngành nghề mà không thể có sự tham gia của điện, kể cả như ngành nông nghiệp, tưởng như không cần đến sự tham gia của điện, nhưng hiện nay điện dần đóng vai trò rất quan trọng trong ngành nông nghiệp. Nhờ có điện để thắp sáng cho các chuồng chăn nuôi, gia súc, gia cầm, đồng thời nhiều ngành trồng trọt, chăn nuôi nhờ có ánh sáng của bóng đèn điện mới sinh sôi và phát triển rất mạnh mẽ. Trong công nghiệp xây dựng và sản xuất thì điện còn đóng một vai trò quan trọng hơn thế nữa. Những loại máy móc, thiết bị luôn cần có điện để duy trì hoạt động. Khi nguồn điện bị mất hay là cắt, chúng ta sẽ thấy rõ nhất hậu quả đó chính là mọi hoạt động đều bị trì hoãn. Và đây là điều mà rất nhiều người chủ doanh nghiệp lo lắng. Nhất là trên địa bàn huyện Cứ mà Nga chúng ta, trong sản xuất, điện cũng không kém phần quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực công nghiệp của người dân. Nếu như trước đây, khi nước ta chưa có điện, đời sống của con người thì phải dùng sức lực và rất nhiều tiêu hao năng lượng của con người, tốn kém kinh phí. Nhưng khi có điện, đời sống của con người có sự chuyển biến rõ rệt. Như dùng điện để tưới, khi sử dụng điện để tưới cây, chúng ta có thể sử dụng dòng điện 3 pha, 2 pha và 1 pha, có dây điện lần lượt là 380W, 220W và 220W. Chính vì vậy, đời sống của nhân dân được nâng cao, thu hoạch đạt năng suất cao. Tóm lại, đối với vai trò của điện trong đời sống và sản xuất của con người, đó chính là khi các thiết bị được sinh ra, đời sống và sản xuất của người dân huyện Cư Mà Nga chúng ta nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung đã khác hoàn toàn. Điện đã giúp nâng cao chất lượng đời sống và sản xuất của con người rất nhiều. Nhờ có điện, điện từ mà các hoạt động sinh hoạt của con người đã được cải thiện hiệu quả, giúp con người giải phóng trong nhiều hoạt động, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí cùng gia đình của mình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống hiệu quả. Riêng bản thân em là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Qua việc tuyên truyền sử dụng điện như thế nào cho an toàn và hợp lý, em đã hiểu điện có một vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Chính vì vậy, bản thân em sẽ biết sử dụng điện một cách an toàn, hợp lý, tuyên truyền cho mọi người và các bạn trong lớp biết tầm quan trọng của điện trong thời đại công nghiệp hóa. Hóa và điện hài hóa. Em mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tuyên truyền để sử dụng điện một cách an toàn. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Em xin hết.